Thái tử phi thăng chức ký. Tập 26. Cha đánh con không sao, nhưng tha thứ cho con lần này đi. Thằng con bất hiếu này, ngươi sớm muộn cũng sẽ hủy hoại sự anh minh của liệt tổ liệt tông. Ta nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ta không cho ngươi ra khỏi cửa nữa. Cha, chẳng qua là chút gia chạm nhỏ thôi, chuyện này không thể trách con được. Ngươi còn dám giảo biện, ngươi tưởng rằng ngươi có nhà mặt phố? Cha làm to là ngươi có thể muốn làm gì thì làm, không coi ai ra gì hả? Nói cho ngươi biết, nếu không có người cha này thì ngươi chỉ là cái rắm. Thể diện của cha ngươi đều bị ngươi làm mất sạch rồi. Cha đừng đánh chàng ấy nữa. Không ngờ khẩu vị của cửu đệ nặng như vậy. Cửu đệ, sao đệ vẫn còn tâm trạng uống trà thế? Trà thì đương nhiên vẫn phải uống. Lẽ nào cửu đệ đã có kế sách đối phó rồi? Dĩ nhiên là không, dĩ nhiên là không. Cửu đệ à, ta đã bị mấy người lôi lên con thuyền giặc này rồi. Đây là thuyền trưởng của con thuyền này, để không thể để cho nó chìm được. Bây giờ xem ra vẫn chưa đến mức chìm thuyền đâu. Có lẽ đệ vẫn còn tâm lý muốn gặp may. Nhưng vụ án ngự sử này nguyên nhân quá nhỏ, muốn làm liên lụy đến nhiều người nhiều chuyện cũng không dễ đâu. Nói cũng rất có lý. Cho nên dùng bất biến ứng dạng biến, không được tự làm loạn đội hình, thêm dầu vào lửa mới là thượng sách. Nói thì rõ là cao siêu, rốt cuộc vẫn là không có cách. Cửu đệ, đệ chơi thông thả. Hoàng thượng Cát Tường, miễn lễ. Khởi bẩm hoàng thượng, vụ án mà người giao hiện đã điều tra rõ ràng. Tội chứng của bè lũ cửu dương đến nay đã rõ, xin hoàng thượng minh xét. Quả đúng là như vậy. Các khanh nói trẫm nghe xem nào. Bẩm hoàng thượng, theo như điều tra, Dương gia nhờ người của Trương gia mua chức Diêm Thiết Lại, mua chức quan. Chuyện này không thể nhẫn nhịn. Hoàng thượng, bên ngoài Thịnh Đô có một khoảng ruộng tốt rất lớn, đã nói là cạnh tranh giá cả công bằng, nhưng mà người nhà Trương gia lại lợi dụng quyền lực thông đồng trên dưới, bán lại khoảng ruộng đó cho cửu dương với giá thấp, lạm dụng chức quyền, làm ăn gian dối, không thể nhịn. Tiếp tục nói, vào ngày đại hôn của công tử Dương gia Dương Nghiêm, họ tự ý phong tỏa con đường giao thông quan trọng của Thịnh Đô, khiến người buôn bán không thể bày hàng, người làm kinh doanh không thể mở cửa. Đúng là dân chúng lầm than, hoành hành bá đạo, không thể nhịn. Bẩm hoàng thượng, có lần Triệu Dương đến cửa hàng do họ hàng của thần mở để ăn bánh đúc, nói là không mang tiền lẻ nên trả thiếu 5 văn tiền. Hoàng thượng, có lần Dư tướng quân đưa Dương Nghiêm đến phủ thần chơi, Dương Nghiêm làm ầm lên nói muốn vào nhà vệ sinh. Kết quả sau khi họ đi khỏi, người hầu bảo thần trong nhà mất một cái bô. Hả? Có chuyện thế này nữa sao? Hoàng thượng, chuyện này còn chưa đáng là gì. Có một lần cửu dương đến trà lâu của huynh trưởng thần uống trà đến tận đêm khuya, quán sắp đóng cửa nhưng cửu dương vẫn không chịu đi. Huynh trưởng của thần lại không dám đắc tội, chỉ có thể tiếp đãi. Kết quả huynh trưởng của thần vì kiệt sức mà qua đời. Hoàng thượng, còn nữa, cửu dương đó vì quá đẹp trai khiến tên tiểu thái giám trong cung của thần bị sự đẹp trai đó làm cho choáng chết. Hoàng thượng, làn gió bất chính này nhất định không thể tiếp tục thịnh hành nữa. Hoàng thượng,
Hoàng thượng, chuyện này đe dọa sự tồn vong của quốc gia. Nếu còn không diệt trừ những kẻ gian tà trong triều thì sẽ mất nước đấy. Hoàng thượng minh xét. Được rồi, nếu mọi chuyện đã điều tra rõ chân tướng nên xử trí thế nào, trẫm sẽ tự định đoạt. Tạ ơn hoàng thượng. Cửu đệ, sao đệ vẫn còn tâm trạng uống trà thế? Đệ không nghe nói chuyện này đã nghiêm trọng rồi sao? Nghe rồi. Bây giờ chúng ta không tiện gặp mặt hoàng hậu và Dương Nghiêm nữa. Bây giờ chỉ có hai chúng ta thương lượng chuyện này thôi. Đệ có đối sách gì không? Theo hiểu biết của đệ về hoàng thượng, nếu hoàng thượng thực sự muốn diệt chúng ta thì chúng ta sẽ hết cách. Hết cách là cách gì? Đệ cũng ghét kiểu bó tay chịu trói như cá nằm trên thớt này. Huynh tưởng là đệ không muốn làm gì ư? Nhưng bây giờ bất kể chúng ta làm gì thì cũng đã muộn rồi. Cửu đệ, trà này sao lại chua như vậy? Đệ uống giấm mà. Giấm ư? Trong lòng quá chua xót, chỉ có thể lấy chua trị chua thôi. Cửu đệ, khẩu vị của đệ đúng là quá nặng. Bài hát song ca của hai người có thể ngừng một lát không? Khóc đến nỗi đầu ta sắp nổ ra rồi. Sự tình phát triển đến mức này, mẹ biết con đang cố chịu đựng. Con đừng làm khó bản thân. Muốn khóc thì con cứ khóc đi. Phải đó nương nương, người gặp phải chuyện lớn như vậy, người phụ nữ nào lại không khóc một trận cho đã chứ? Người đừng nhịn quá mà hại cho sức khỏe. Tề Thịnh không những lợi dụng ta mà còn ép ta tới tận nước này. Chuyện này ta không thể nào ngờ tới. Nhưng nhiệm vụ cấp bách là chúng ta phải nghĩ ra đối sách, nghĩ ra biện pháp. Khóc thì có tác dụng gì? Khóc 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 khóc. Nương nương, mặc kệ là có tác dụng hay không, người cứ khóc cùng đi, sẽ giúp thải độc. Thải độc cái con khỉ. Lục Ly, ta vẫn luôn nói với em, ngày nào em cũng trang điểm mặt trắng bệch ra. Giờ em khóc lóc trông rất đáng sợ. Đứa con đáng thương này của ta đều là Trương gia làm liên lụy đến con. Con không biết đâu, phụ thân và thúc phụ của con đều bị cách chức điều tra rồi. Chỉ sợ lần này hoàng thượng sẽ làm thật đấy. Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Vốn ta và phụ thân của con tưởng rằng hoàng thượng chỉ đang tạo uy nghiêm thôi, nhưng không ngờ mấy tên ngự sử đó ngày nào cũng đến cung đại minh bới chuyện. Những chuyện dớ dẫn chẳng liên quan gì đến chúng ta cũng đều bị bọn họ lôi ra. Nghe đồn còn làm cái gì mà trăm người liên danh dân tấu. Bây giờ xem ra Tề Thịnh đang thể hiện sự bất mãn đối với việc con nói dối mới gây ra nhiều chuyện như vậy. Con là người trọng tình nghĩa, chuyện này do con mà ra. Con sẽ không để bất kỳ ai thay con gánh trách nhiệm này đâu. Lẽ nào nương nương người đã có diệu kế rồi ư? Đừng khóc nữa. Hoàng thượng, Nhi.
Nàng sao lại ăn mặc thế này? Bồng Bồng cảm thấy thân là hoàng hậu, trong đám đông cứ phải ăn mặc sặc sỡ, hào nhoáng quá, thu hút sự chú ý của người khác không hay cho lắm. Vẫn nên giản dị một chút. Hoàng hậu sao đột nhiên lại có sự lĩnh ngộ này? Khoảng thời gian này, thiếp đã tự kiểm điểm bản thân sâu sắc. Thiếp thấy con người mình tính cách khoa trương, thích chơi đùa, chân tay vụng về, không lo nghĩ đến đại cục. Thật đúng là rất không hiểu chuyện. Đây là bệnh, phải chữa trị. Trẫm thấy một người muốn thay đổi bản tính là chuyện rất khó thực hiện. Đúng vậy, cho nên hy vọng hoàng thượng có thể cho thiếp một cơ hội. Con người có thể hiểu rõ bản thân là khó nhất. Thiếp bây giờ đã đi tới bước đầu tiên trong việc nhận thức bản thân rồi, cũng có nghĩa là thiếp còn cách bước thứ hai trong việc thay đổi bản thân không xa nữa. Trẫm biết nàng có thể phục tùng ngoan ngoãn, cúi đầu thuận ý là do tình thế ép buộc. Nhưng trẫm vẫn muốn nghe nàng nói những lời này. Nói đi, có phải vì vụ án ngự sử mà tới tìm trẫm không? Nhưng những mong hoàng thượng có thể xử lý khoan dung, cho trẫm một lý do. Dương Nghiêm vẫn còn trẻ con, tính cách ngông cuồng, nóng máu không hiểu chuyện. Hơn nữa, cha hắn cũng đã già rồi, cả đời chinh chiến nơi xa trường mới đổi lại được sự yên ổn cho chúng ta. Nói tiếp đi. Còn về Cửu Dương, Bồng Bồng đúng là bình thường có nói với hắn nhiều hơn mấy câu, nhưng tuyệt đối không có hành vi vượt quá giới hạn. Bồng Bồng đối với hắn tuyệt đối không có bất cứ ý nghĩ quá phận nào. Thiếp biết hoàng thượng vẫn luôn hiểu nhầm giữa bọn thiếp có chuyện mờ ám. Chàng phải biết thiếp oan ức biết bao. Đừng rồi, đừng rồi, đừng khóc nữa. Thiếp và Triệu Dương cũng là đồng bệnh tương liên, đều là vì Giang thị. Thiếp hay ở cùng hắn là để an ủi lẫn nhau, nghĩ xem có cách gì để níu kéo trái tim người mình yêu. Hắn cũng không dễ dàng gì. Bây giờ Giang thị, còn nữa, Giang thị cũng không được nhắc tới, lại chọc vào cơn giận của chàng rồi. Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Cái kiểu khóc này của nàng trẫm thật không chịu nổi. Giống dĩ trẫm chỉ muốn cảnh cáo bọn chúng và làm cho nàng hiểu nàng nên dựa vào ai. Vậy còn phải nói sao? Thiếp sớm đã nghĩ kỹ rồi. Thiếp nên dựa vào nhất chỉ có hoàng thượng mà thôi. Mong là nàng thật sự nghĩ như vậy. Để sau khi phong ba qua đi, trẫm sẽ xử lý nhẹ nhàng. Nàng đừng khóc nữa. Lời này của hoàng thượng có thật không? Vua không nói chơi. Hoàng thượng, trước đây chàng từng nói muốn có được trái tim của thiếp. Thiếp thấy chỉ cần chàng muốn, mấy thứ đó đều không quan trọng. Thiếp lúc nào cũng có thể. Bất kể chàng có chỗ nào không thoải mái, chỗ nào không có sức, lúc nào cũng có thể tới cung Hưng Thánh tìm thiếp. Trẫm xin lỗi, trẫm quên mất vừa nãy bảo giữ khoảng cách với nàng. Phụng Thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết, khai trừ Trương Linh khỏi quân đội, vĩnh viễn không dùng lại. Dương Dự bị tước bỏ chức vị, đoạt lại binh quyền, thu lại hai căn nhà của Dương Nghiêm, con trai Dương Dự. Cửu Dương giáng làm quận Dương, phạt bổng lộc 3 năm, khâm thử. Tạ ân điển của hoàng thượng. Vậy là hết rồi à? Còn ta thì sao? Huynh thấy huynh còn cái gì để cho trẫm phạt nữa? Huynh có chức quan hay có tước vị? Huynh có nhà cửa hay là có đất đai? Người không phạt thần, nhưng người lại sỉ nhục nhân cách của thần, chà đạp lên tự tôn của thần, khiến thần cả đời này đều đủ rồi. Chuyện lần này trẫm đã giảm bớt lại rồi. Trẫm chỉ mong các khanh sau này nghiêm khắc với bản thân, biết tự giữ mình. Lui xuống hết đi. Thần tạ chủ Long Ân. Tạ chủ Long Ân.
Ba, mẹ ơi, ba. Thật không ngờ cách ăn mặc của nương nương thực sự thịnh hành rồi. Không còn cách nào khác. Tôi đã qua vài ngày nhưng tình hình vẫn rất căng thẳng. Đành phải ngụy trang mà tới. Nói chuyện chính trước đi. Hai vị vất vả rồi. Uống chút nước đã. Tề Thịnh lần này là muốn cảnh cáo chúng ta, tuyệt đối đừng có làm chuyện không nên làm. Hắn muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Giống như lần này tưởng rằng Mạnh không còn giữ được lâu nữa, ai ngờ còn có thể hóa hung thành cát, thoát được kiếp nạn này. Quynh thì thuộc phái lạc quan rồi, Tề Thịnh không giết đệ, nhưng cha đệ sắp đánh chết đệ rồi. Lần này Tề Thịnh nhìn có vẻ không hề làm nguy hại tới tính mạng bất kỳ ai, nhưng trên thực tế là nhân cơ hội đoạt mất binh quyền của Dương gia, bỏ đi tước vị của đệ, đồng nghĩa với việc đoạt hết toàn bộ thực lực của chúng ta. Trương Linh là cánh tay đắc lực nhất của Trương gia, bắt Trương Linh rời khỏi quân đội đồng nghĩa với làm Trương gia tổn thương lớn tới nguyên khí. Cứu đệ, so với chém đầu thì đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Cửu ca của chúng ta có thể nghĩ như vậy sao? Cửu ca lòng còn cao hơn trời. Đương nhiên tính mạng của anh ấy cũng rất quan trọng. Đệ muốn nói là được rồi. Tề Thịnh làm nhiều như vậy thực ra là muốn nói với chúng ta tính mạng của chúng ta đều nằm trong tay của hắn. Hắn muốn giết chúng ta lúc nào cũng có thể giết, chỉ là xem tâm trạng thế nào. Đúng là như vậy. Vận mệnh của mình bị người khác chơi đùa trong lòng bàn tay rất khó chịu. Vì để sau này có thể thoát khỏi hoàn cảnh này, chúng ta phải cẩn thận mọi lời nói và hành động của mình mới được. Dương tướng quân, lần này ấm ức cho Khanh và trên dưới Dương gia rồi. Hoàng thượng, mọi thứ của Dương gia đều là do Hoàng thượng ban cho. Nghịch tử Dương Nghiêm của thần phạm phải tội tày trời. Hoàng thượng là chịu bảo toàn cho tính mạng của cả Dương gia. Thần đã cảm kích không thôi rồi. Dương tướng quân, mau dậy đi. Hoàng thượng, thần có một chuyện không rõ, không biết có nên nói hay không. Dương tướng quân là muốn hỏi sao trẫm không nhân cơ hội này bắt hết bọn chúng lại đúng hay không? Hoàng thượng thánh minh, thần nghĩ hoàng thượng là gì? Hoàng hậu nương nương. Nhưng nàng ấy chỉ là một trong các nguyên nhân thôi. Điều quan trọng hơn là lúc này đang có binh biến ở Bắc Mạc, càng là lúc cần dùng người, trẫm phải ổn định triều đình mới được. Hoàng thượng thánh minh. Nhưng mà thần có điểm nghi ngờ, nếu thật sự tới lúc dùng người, Triệu Dương và Cửu Dương cũng khó mà an bài được. Đây chính là dùng người thì không nghi ngờ, mà nghi ngờ thì không dùng. Hoàng thượng còn trẻ như vậy mà đã nhìn xa trông rộng, thật khiến thần bội phục. Lão thần kính người một ly. Nương nương, lần này chúng ta coi như là tránh được một kiếp, chứng tỏ hoàng thượng thật lòng yêu thương người, quan tâm người. Đó chính là điểm khiến ta thấy mâu thuẫn. Rõ ràng Tề Thịnh hận chúng ta thấu xương, vậy mà không ra tay với chúng ta, lại cũng không muốn quá gần gũi ta. Ta thực sự nhìn không thấu rốt cuộc hắn đang lo ngại điều gì, hay là hắn còn âm mưu khác. Trên đời này làm gì có ai vừa nhìn đã nhìn thấu được. Có những người chúng ta phải từ từ tìm hiểu. E là con người Tề Thịnh này cả đời ta cũng không nhìn thấu được. Ta ghét nhất là vận mệnh của mình nằm trong tay kẻ khác. Chuyện lần này càng nhắc nhở ta, ta phải kiên định đồng hành với Cửu Dương. Ai đấy?
Bông Bông, sao nàng lại cuộn như con sâu thế? Đừng động vào ta. Ta đang luyện võ công kiểu Thái. Trong lòng ta thấy khó chịu, cuộn vào sẽ thoải mái hơn. Giờ muốn gặp nàng cũng không dễ gì. Ta phải kiếm cớ tặng quà cho nàng mới tới được. Thứ trong hộp này là Thái Hoàng Thái Hậu ban cho nàng. Cầu đồng tâm kết này là vật ta luôn mang bên mình. Bây giờ ta tặng nó cho nàng. Cửu Dương, cảm ơn nhé. Nhưng giờ ta không cử động được. Không sao, nàng cứ tập tiếp đi. Cửu Dương, chàng tặng ta đồng tâm kết là có ý gì chứ? Hà bao mà Bồng Bồng tặng, ta vẫn luôn mang theo bên mình. Ta mong là đồng tâm kết này nàng cũng thường giữ bên mình. Trận Bắc Mạc, rất có khả năng ta cũng phải đi. Tâm ta ở cùng chỗ với nàng. Dù có chết trận xa trường, ta cũng không còn gì hối hận. Cửu Dương, cảm ơn ý tốt của chàng. Chàng yên tâm, tim ta sẽ luôn ở bên chàng. Bây giờ ta không tiện tiễn chàng. Tạm biệt, đi thông thả. Cường công công tới. Nô tài thỉnh an hoàng hậu nương nương. Cường công công, sao ngươi lại tới đây? Nô tài tới để truyền khẩu chủ của hoàng thượng. Hoàng thượng lệnh cho nương nương giờ ngọ hôm nay tới thư phòng cung Đại Minh. Hoàng thượng muốn gặp ta, sao lại muốn đến nơi thần thánh như thư phòng chứ? Nương nương, hoàng thượng vẫn còn khẩu dụ nữa, đó là không được hỏi tại sao. Cứ thích chơi trò ỡm ờ này. Muốn gặp ta thì cứ nói thẳng. Đây có phải là tình trong như đã, mặt ngoài còn e không? Nương nương, người nhất định phải đi. Không chừng hoàng thượng đã chuẩn bị một món quà lãng mạn cho người đấy. Quà ư? Dạo này làm sao thế? Sao ai cũng tặng quà cho mình? Không phải chàng nói muốn tặng quà cho thiếp ư? Quà đâu? Đây chính là món quà trẫm tặng nàng. Chàng chắc chứ? Vậy thiếp không khách sáo nữa nhé. Trương Bồng Bồng, đang làm gì vậy? Lẽ nào quà chàng tặng thiếp không phải là cái ôm? Ý trẫm là số sách này là quà trẫm tặng nàng. Trẫm biết, đối với nàng, đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Vì nàng căn bản không phải là một người thích đọc sách. Nhưng sau này, trẫm sẽ đích thân dạy nàng, đem tâm huyết cả đời dạy cho nàng, để sau này nàng còn dạy dỗ Hạo Nhi. Bắt đầu từ hôm nay, nàng hãy ở bên cạnh trẫm. Hả? Thiếp có thể ở cạnh chàng? Phải, đừng có cảm ơn trẫm. Mau nhận quà tạ ơn đi. Tạ ơn hoàng thượng. Mặt nàng dính mực kìa, lau mặt đi đã. Thế à? Người ta có nhìn thấy đâu. Hay là hoàng thượng lau hộ thiếp? Ở đây không có người ngoài, không lau cũng được. Để trẫm xem chữ của nàng đã.
Nhìn vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng của chàng kia, chữ của thiếp xấu tới mức đó sao? Nàng còn dám nói đây mà gọi là chữ à? Nếu hoàng thượng thấy thiếp viết xấu, vậy chàng hãy cầm tay dạy thiếp viết đi. Cũng đành vậy thôi. Nàng lại đây. Nàng xem ba chữ này của trẫm viết thế nào. Trương Bồng Bồng, trẫm đang hỏi nàng đó. Chàng xem tay của chàng trắng như trứng gà bóc, lại mạnh mẽ có lực, chỉ có thể viết ra chữ đẹp. Hoàng thượng, chàng hãy cầm tay dạy thiếp viết đi. Thiếp nhất định sẽ học được chân truyền của chàng. Nàng bỏ tay trẫm ra đã rồi nói. Chàng không biết người ta hâm mộ đôi tay này của chàng thế nào đâu. Có thể chàng không thấy được đôi tay này đẹp đến chừng nào. Sau này cứ viết theo ba chữ này của trẫm, viết 300 lần trước đã. Bao nhiêu lần thiếp cũng không để ý. Thiếp chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, chính là sau này hoàng thượng phải cầm tay dạy người ta viết. Tự nàng viết đi. Nàng phải nhớ kỹ, giữ khoảng cách với trẫm, tập viết đàng hoàng đi. Nàng mà lười biếng, trẫm sẽ trị tội nàng. Chuyện này vậy có nghĩa là sau này thiếp phải một mình luyện chữ dưới ánh đèn. Luyện chữ chỉ là bước đầu tiên, sau này trẫm còn nhiều điều dạy nàng. Còn nữa hả? Vậy được thôi, mau lên, tới đi. Thiếp phải viết thật nhanh. Yeah.